Chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay có khỏe không? Cả nhà ơi, hôm nay là cuối tuần rồi, hôm nay mình sẽ nấu món cà ri bò cả nhà. Và bữa nay mình sẽ nấu cái món cà ri bò ăn với bánh mì, ăn với bún cũng được. Đây, mình có cục thịt bò 4 phao. Giờ thì mình sẽ cắt sơ chế. Đây là phai mì, cà rốt. Bữa nay mình sẽ nấu cà ri bò với lại phai mì kén nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ sơ chế rồi một lát mình làm phai mì kén rồi mình sẽ chia sẻ với cả nhà. Bây giờ thì mình sơ chế thịt để mình ướp. Rồi bò mình cũng đã sơ chế xong rồi cả nhà, giờ mình ướp. Giờ mình cho xả vô. Xả cây, xả bầm. Bột cà ri vô. Bột tỏi vô. Mình xài bột tỏi, bột hành chứ mình không có cái chà no vô. Trộn lên. Quên thiếu đường. Thêm miếng đường. Chút xíu đường thôi, lát mình nấu nước cốt. Mình đã ướp xong rồi cả nhà, mình để đây cho nó thấm tiếng đồng hồ gì. Giờ mình đi sơ chế phơi mì. Rồi bây giờ thịt ướp xong mình để đó, giờ mình lột phơi mì để mình bào nó ra cả nhà làm kén, lát mình nấu cà ri. Mình chợ Đài Loan nó, mình không biết nó có bán phơi mì bào sẵn không, nên thôi mình thấy phơi mì cũ mình mua luôn. Thôi giờ để mình sơ chế trước đi ta. Phơi mì với cà rốt. Mình cũng lâu rồi không biết coi đâu đó trên YouTube đó cả nhà. Mình thấy người ta nấu cà ri mà bằng phơi mì bào đó, làm phơi mì kén đó. Mà thì để bữa nay mình nấu thử nó ăn nó ngon hơn. Mà mình không biết công thức cái phơi mì kén làm sao, thôi giờ tự mình chế biến luôn đi. Tự mình làm đi. Mình nghĩ ra mình làm đi, giờ mình bào trước đi. Đây là phai mì mình cũng đã bào ra xong xuôi hết rồi. Bây giờ thịt mình cũng ướp, nãy giờ cũng lâu lắm rồi cả nhà, cũng có tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ mình sẽ đi xào thịt để mà mình nấu cho nó mềm cả nhà. Đó. Mình ướp rồi. Bây giờ mình chuẩn bị đi nấu rồi, xong rồi mình sẽ làm cái kén mì cho cả nhà coi nha. Này tự chế nữa. Đó, mình làm cái kén mì rồi mình nấu. Đó, giờ mình đi. Cho tỏi vô nha, cho nó thơm. Nước xăng đó, giờ mình cho nước coco vô. Vô nữa. Bây giờ mình đậy nắp lại cho nó hành dặn ra nó sôi lên, cái mình đậy nắp lại đi, đợi nó sôi lên. Thịt thì đang hầm ở nhà. Đó, chút xíu nữa cũng để mình. Bây giờ mình sẽ làm phai mì kén nha cả nhà. Đây là phai mì mình bào ra rồi đó, mình vắt nước mình sơ chế xong xuôi hết. Giờ mình làm, mình sẽ cho chút xíu muối hồng vô đây nha nhà. Muối hồng chút xíu à, ăn cho nó hơi chút xíu. Lát mà bỏ vô trong cà ri á, nó ăn nó
mà mặn chút rồi nó béo béo ngoài. Mình sẽ cho đây một muỗng canh bột năng, muỗng cà phê bột năng, muỗng hai muỗng đi. Rồi. Mình cho đoạn mình làm cho cái độ dính của nó cả nhà. Bây giờ bột mình cũng trộn xong đều hết rồi cả nhà ha. Giờ mình làm kén. Đây làm gì giò nhỏ nhỏ cho vừa ăn. Đây nè, hả, giờ mình giò. Rồi cả nhà ơi, nhiều quá. Hai củ khoai mì nhiều quá nên là thôi mình dọn nhiêu đây thôi, giờ mình lại mình cho vô nồi nha cả nhà. Thịt nó cũng mềm, cả nhà mình thử mềm á. Bây giờ mình cho nước coconut thì vô nha nhà. Nước này thì nó không có béo mấy, nước này là nước coconut uống, nhưng mà mình không có muốn ăn nước cốt dừa nhiều quá mình bỏ cái nước này vô. Nước này trong vắt rồi mà, thấy không? Giờ mình sẽ cho cà rốt vô. Củ hành thì đợi chín rồi bỏ vô. Rồi bỏ cà rốt vô cho 5 phút nữa rồi nêm nếm lại. Rồi cả nhà. Rồi nèo cà ri mình cũng xong rồi. Giờ mình nêm nếm lại cả nhà nha. Đây là sữa đặc, mình sẽ cho vô một giá sữa đặc nha cả nhà. Mình không có ăn nêm nước mình không có nấu nước dừa, nhưng mình cho giá sữa đặc khỏi bỏ đường. Cho nó béo. Người Việt Nam mình thì sẽ không thiếu nước mắm. Cho thêm miếng nước mắm nữa là ngon. Có sữa đặc con vô thơm quá. Mình cho thêm miếng nước mắm nữa. Cái kén khoai mì á nó cũng ra chút là bột á, nên là cái nước nó cũng đặc đặc cả nhà, nó khỏi cần bỏ bột bắp vô hay bột năng gì vô hết. Nó cũng hơi nước, nó cũng hơi lền lền, nước nó cũng hơi lền lền đó. Quá ngon, quá hấp dẫn. Rồi cả nhà ơi, cuối cùng mình sẽ cho củ hành vô. Vừa ăn rồi, thế là mình sẽ tắt bếp nha cả nhà. Rồi nồi cà ri bò kén khoai mì của mình đã xong thôi, giờ bây giờ mình tắt lửa, lát rồi mình dọn ra ngoài mời cả nhà cùng thưởng thức nha.
Đây. Món cà ri. Rồi đó cả nhà ơi, đây là món cà ri, đây là món cà ri bò cán khoai mì của mình đã xong nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ dọn ra mời cả nhà cùng thưởng thức cho mình nha. Xong xuôi món cà ri bò cán khoai mì cả nhà, ăn chung với lại lá quế, rau mò ôm. Thôi bây giờ mình bưng ra bàn bên kia mời cả nhà cùng thưởng thức với mình nha. Rồi mời cả nhà ăn cà ri bò với mình nghe cả nhà. Mình chỉ vừa nấu xong thì mình cũng thưởng thức cho cả nhà. Mà tại vì cái này có thể ăn với bún được, ăn với bánh mì cũng được. Nhưng mà mình không muốn ăn chất bột nhiều quá nên là mình chỉ ăn thịt thôi cả nhà ơi, thịt với lại khoai mì thử coi. Nó làm sao? Kiếm mấy cái miếng có gân có mỡ ăn nó ngon hơn. Đó. Nước nó cũng kẹo nè, có phải mì nước nó kẹo queo không? Đó. Cho thêm cộng rau mò ngò ôm. Ngò ôm thì mình mua, còn quế thì ở nhà mình trồng. Cả nhà nha, thử miếng khoai mì kén trước coi nó làm sao cả nhà. Ngon á. Khoai mì nó dẻo, nó dẻo ăn đã cái miệng luôn á, ngon lắm nè. Ở nhà bữa khi nào nấu cà ri mà lấy khoai mì bào đi, nấu kiểu khoai mì kén này coi, rất là dẻo luôn, dẻo mà thơm lắm, ngon. Nhà miếng thịt bò nha, mềm ghê luôn á. Ngon quá nhờ. Tuyệt vời. Cái nước mà chấm bánh mì ngon lắm nè. Tại mình chỉ không có đói mấy. Nấu xong có đói mấy thì để xong rồi. Tới chiều hay là ngày mai gì đó là chấm bánh mì ăn đó coi. Ngon lắm luôn. Khoai mì này ngon nha, dẻo dẻo, rồi cái mặn mặn béo béo lắm, ngon quá. Ngon thiệt không á. Mình nấu món này cho to go nè, chứ mình không có ăn hết này đâu cả nhà. Tại vì có bạn nó nói là tụi em này coi YouTube mà thấy và nấu ăn quá trời luôn. Ừ, mà hồi trước á thì mà mình thường thường hay cuối tuần á, tại trước chưa mình còn đi chơi rồi cuối tuần mình hay làm món ăn nhậu rồi đó, nên là mình hay nấu. Nó nói lâu quá rồi không có nấu đâu, thôi nấu cái món cà ri bò coi. Nó nói nấu rồi xong mình cũng nghĩ nấu cái này cho nó giật mình chơi luôn, nấu khoai mì mà kiểu này nó ăn hả, nó không té ngửa thôi, nó ngon quá trời luôn. Bò mềm
ngon quá. Công nhận phải mì ngon quá à. Cái nước cũng ngon hết nha, nước này chấm bánh mì ăn là nhức mắt luôn. Nêm một giá sữa đặc á, vô cái nước nó ngọt mà nó béo nó thơm. Mình không có nấu nước cốt dừa, nấu bằng nước dừa tươi không. Ngon quá trời ngon. Cà phê giảo. Mình nấu cũng không có cay mấy, vừa ăn mà mình không biết. Ai thích ăn cay thì bỏ ớt vô thêm. Đó cả nhà. Nên là mình bữa nay mình chia sẻ cái món đại khái là tại vì mình lần đầu tiên mình nấu cái khoai mì kén này nè cả nhà. Mình muốn chia sẻ cả nhà cái cảm giác ăn nó ngon sao. Thật sự là rất là ngon. Nó dẻo mà dai, nó đã cái miệng lắm. Ngon hơn là khoai mà mình để củ mình cắt, rất là ngon luôn, mình rất là thích luôn. Nên là chia sẻ cả nhà, chứ còn mình vừa nấu xong, mình cũng nấu xong ở nhà biết rồi, nấu ăn, nấu liền ăn đâu ấy, mà mình còn cảm giác ăn rất là ngon. Nhưng mà mình no, mình nấu xong mình uống nước mình no. Với lại thường thường là vậy cả nhà, nấu xong rồi cái mình ăn liền, mình không, mình mệt mình không có ăn mà không có ăn được nhiều nổi. Nhưng mà hả, thử coi tới chiều hay tới trưa, tới ngày mai coi ăn không phải nhức mắt nữa thôi đó. Rất là ngon thôi. Thì mình chia sẻ cả nhà tới đây mình cũng tạm dừng. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã xem video và đồng hành với mình. Và cũng chúc cho cả nhà cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc nha cả nhà. Rất là vui đó, nên là cuối tuần cái cuối tuần hoài. Bên đây thời gian qua rất là nhanh cả nhà thấy không. Thôi, tạm biệt cả nhà, chúc cuối tuần vui vẻ nha. Bye bye.